Vâng, xin chào tất cả các bạn đang ngồi trước máy thu thanh để theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Cửa sổ tình yêu nhé. Vâng, xin chào bạn. Vâng, em chúc trước hết là các anh có một sức khỏe tuyệt vời và một gia đình thật hạnh phúc và mãi mãi luôn luôn được những lời nói chuyên gia của tâm lý học của Cửa sổ tình yêu cho chúng em được nghe và những lời khuyên để cho chúng em được một lời sự có nghĩa là quý mến đến các anh nhé. Vâng, rất là cảm Vâng. ơn những lời chúc tốt đẹp của bạn. Thay mặt những người thực hiện chương trình Cửa sổ tình yêu, chúc bạn và gia đình sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé. Vâng ạ, em cảm ơn. Vâng, không biết bạn Vâng. đang băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu vậy? Vâng, em sinh năm 82 ấy. Em lấy chồng chồng đầu tiên, em được một đứa con, cháu học lớp 10 rồi. À, thế Em à? lấy ông xã, vâng, thế là hai vợ chồng em chia tay nhau. Vâng. Thế là em lại lấy chồng người thứ hai, ít hơn em 2 tuổi. Vâng. Thế là bây giờ ông xã em đi làm ấy, chẳng nghĩ gì đến vợ đến con. Em muốn gọi điện để cơ sở tình yêu gặp anh Minh Toàn cho em một lời khuyên. Bạn sinh năm 82, tức là 34 tuổi. Thế mà con đầu đã học lớp 10 rồi cơ. Là 16 tuổi à? Thế là 18 tuổi đã lấy chồng rồi. Vâng, chưa đầy 18 tuổi. Ừ, chưa đầy 18 tuổi đã lấy chồng rồi. Vâng. Thế làm sao mà các bạn chia tay nhau vậy? Thật sự thì anh là em làm nghề cắt tóc. Em làm nghề cắt tóc thế là nhiều người đến với em quá. Thế là ông xã đầu tiên em cứ tưởng là em là một người có nghĩa là lắm người người ta ra tìm hiểu đến để không tìm hiểu được, tạo nói là tìm hiểu được mà người ta lại em không quý mến đến người ta lại cứ quý mến đến em. Vâng. Thế là bạn lấy chồng người chồng thứ hai là được mấy năm rồi? Em lấy được 4 năm rồi, 4 năm và con nhỏ là được mấy tuổi rồi? cháu được 4 tuổi, Ồ. Thế con đầu là ở với bạn hay ở với bố nó? ở với bố nó. À thế à. Rồi, anh Minh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, anh chào em. Vâng, em chào anh Minh Đoàn. Ban nãy cứ tưởng là nghe nhầm vì Anh thế. ơi, cửa sổ tình yêu của anh ấy thật sự một điều cho tất cả những lời khuyên để mở cho chúng em. Không một tuần nào chủ nhật em không bao giờ em bỏ, mà em chỉ muốn gặp được các anh và một chị và bác sĩ Vũ Linh Phượng, Vì là mà thấy anh Thành Văn là người dẫn chương trình. hay đúng không, giọng Vâng. cũng hay đúng không? Ban nãy có nói rằng là lấy cái bạn thứ hai này thì bạn kém mình 2 tuổi, thế xong rồi có con, tức lấy 4 năm thì đồng thời có con 4 tuổi rồi. Thế bây giờ bố đi làm ăn xa và chả quan tâm gì đến vợ con nữa. Và đi làm á, đi làm ấy, thật sự với anh là chúng em cũng xây được một cái nhà, xây được một cái nhà, nhà cấp 4 xong rồi lên một tầng ấy. Thế là em đã sự suy nghĩ nhiều quá, bị ảnh hưởng dây thần kinh và não tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra. Thế bây giờ em cứ lên nhà ông bà ngoại em ở, em không ngồi dưới nhà chồng em đâu. Làm sao em vừa nói, làm sao cái gì nó cứ lăn đùng ngã ngửa? À, vậy em bị ảnh hưởng cái dây thần kinh ở não vì suy nghĩ nhiều quá, vì là em chia tay, thế là em lại có đứa con đầu, thế là em cứ suy nghĩ nhiều quá nó bị ảnh hưởng cái dây thần kinh ở não á. Thế hả? Cái đấy Vâng. là mình đoán thế hay là mình đi khám bác sĩ nói Em vậy? đi khám em uống thuốc của bệnh viện ở dưới Hà Nội mình ấy. Vâng, em uống bệnh viện Bạch Mai, em nằm ở đấy tận hơn một tháng rồi. Em lại nằm của tỉnh bệnh viện tâm thần của tỉnh Vĩnh Phúc cũng hơn một tháng. Đấy, thế là bây giờ em vẫn uống thuốc hàng ngày. Trước kia thì em bị ngã đến nỗi mà em đập cả cằm xuống với chảy máu cả mồm với cả mũi, em chả biết gì đâu. Bây giờ thì em uống thuốc em cũng đỡ rồi, chỉ có mỗi ngã ra một tí xong em lại tỉnh luôn. Này thế bây giờ thì hai mẹ con là ở trên ông bà ngoại. Vâng, em ở trên nhà ông bà Còn cái ngoại. nhà mà vợ chồng làm được mà cấp 4 mà nó có chồng tăng lên một tí đấy thì là bỏ đấy không đúng không? Vâng, em bảo ấy không, mà bây giờ bố mẹ chồng em thì cứ nuôi chó nuôi mèo ạ, chỗ đóng nhà, nhà em ấy. À tức là mình làm nhà ngay cạnh nhà bố mẹ chồng Vâng, đúng lại không? ở ngay đằng trên đằng dưới. Này cái hồi mà lấy bố nó ấy, thì gia đình nhà chồng có gọi là ưng bụng lắm không hay là vì Riêng anh Minh Đoàn, nói thật sự với anh, phải biết là em là một người đây có số máy này của em, không bao giờ em bỏ một chủ nhật nào em nghe. Mà riêng anh trả lời câu nói đúng là trên cả tuyệt vời. Lúc em yêu chồng em, mẹ thật sự với anh, em ước mỗi bố mẹ đẻ em. Đá em vừa chia tay với ông xã em đầu tiên, thế là em vừa chia tay được, vừa có thời gian em cầm bản trích lục đấy, thế là em lại đi lấy chồng luôn. Thế là em lấy thì mẹ em lại còn nói em, mày phải tìm hiểu cho nó kỹ, thì mày phải liệu cho nó cẩn thận thì mới xác định việc lấy.
Thế là em lấy thì người ta cũng tìm hiểu về gia đình nhà em. Thật sự nhà anh một điều, bố mẹ em cũng đẹp, đẹp về tuổi, mà các anh các chị cũng thế. Đông người cứ lắm người quý mến quá, đâm ra cứ nghĩ về cái tình yêu bên ngoài nhiều quá, đâm ra cứ nghĩ say sưa về em, không quý mến em đâu. Vâng, em chào mẹ em bây giờ, mẹ em cũng nhiều lúc mẹ em cũng không quý mến đến em. Không, là mẹ chồng em ấy. Bố nó đi làm ở đâu? Đắk Lắk hay làm Sài ở, làm Gòn? Ở trên Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc. Ồ. Nhưng mà lại lừa cả em là làm tận Thanh Hóa, Nghệ An cơ. Thế hả? Nói, nhiều lúc về rồi mà lại còn về giấu cả em. Nghĩ gì đến em, chồng em về 3 ngày hôm nay rồi chưa nằm với em một tí nào. Theo em đoán thì lý do vì đâu? Em đoán là lý do về chồng em đã có bồ đấy. Anh thì anh nghĩ thế này này. Cái chuyện bỏ thì dễ không ấy mà. Thế nhưng mà thực ra mình, em còn rất là trẻ cơ. Đúng rồi, em thế cảm ơn xong anh, rồi đúng, lại em cảm hai ơn đứa anh. con này với hai đời chồng, bây giờ mình lại bỏ nữa thì tự nhiên mọi người sẽ nghĩ về mình rất xấu. Thì trước giờ thì mình làm em cái lắm nghề người cắt định lắm tóc, anh ạ. thì người ta cứ nghĩ rằng là khách đến là chỉ để tán tỉnh, nhưng thật ra đấy là công ăn việc làm chứ, có phải ai Đúng đi đúng tán đúng tỉnh đúng suốt đúng, ngày để mình vâng chết vâng à. Người ta nghĩ rằng là mình bây giờ là đang cô đơn, vâng cho vâng nên là vâng vâng chồng vâng thì xa vắng, cho nên là thôi thì con trai con gái, thậm chí con trai che trẻ nó cứ trêu ghẹo như thế, nó nghĩ rằng mình đang khao khát thì được, chả được thì thôi, nó cứ ngỏ lời linh tinh. Bây giờ thế này này, về nguyên tắc là em và chồng em vẫn là vợ chồng. Cái nhà bố mẹ cho để làm, có tí đất để làm nhà ấy, vẫn là của hai vợ chồng làm nên. Về mình ở thì tự nhiên thì nó sẽ ấm cúng lên, nó sẽ sạch sẽ, quang quẻ lên. Thế và hai nữa là bố nó đi công tác ở xa như thế, không gửi tiền về, thì tức là từ trước giờ mỗi một mình cũng bươn trải, cũng lo lắng được cho con ăn uống tử tế học hành, đúng không? Thì Vâng, bây giờ cũng về vâng. đấy vẫn cứ duy trì cuộc sống như thế. Vâng. Rồi bố nó, thứ nhất là nếu mà về với ông bà nội bên cạnh thì không thể là không về bên nhà mình. Thế còn thì nếu như bố nó nói rằng là phải chia tay hay là phải như thế nào thì mình cũng không phải là người đi ra đứng đường. Cái nhà Vâng. này, cái đất này, đây là của con, đây là của vợ, các cái vấn đề mà về mặt quyền lợi cho đứa bé ấy mà. Vâng. Thì mình không thể cứ, bây giờ mình còn trẻ, mình còn làm ăn được thì mình còn Vâng. nương tựa vào ông bà ngoại chứ, mình phải nghĩ tương lai dài dài một chút nữa. Ngộ Vâng. nhỡ sức khỏe của mình nó không cho phép để mình tiếp tục cái công việc này. Thế rồi Vâng. con ngày một lớn lên, nhu cầu của nó, tiền ăn tiền học nó cũng khá, chứ không phải như bây giờ chỉ cần có cơm có sữa Vâng, là vâng, được. vâng, 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 vâng. Em về đi, em về, nhất là cái dịp Tết đầu xuân thế này thì chẳng ai, người ta lôi nhau ra, người ta cãi nhau cái lúc dịp Tết. Vâng. Em cho con về này, thế rồi mang đồ lễ sang, vì bố mẹ có xích mích chứ còn con thì đâu có xích mích với bố, Anh ơi, và cũng nhiều là lúc phải em gắn đưa bó với cả ông bà nội. quà cho bố mẹ em cứ không ạ. Mình không cần biết là người ta đối xử với mình thế nào, về mình là con dâu, con mình là cháu nội, mình cứ làm đàng hoàng cho đủ nghĩa vụ đi. Thế xong rồi, đấy cũng là một cái lời mà để ví dụ sau này người ta nói với con trai người ta là đấy, bây giờ thì thôi thì mày muốn đi đâu thì đi, là yêu ai thì yêu, như mẹ con nó ở nhà là cũng chịu khó, cũng ngày giỗ ngày Tết cũng sang bên này rồi, cũng qua lại giúp việc nọ việc kia, nhất là những dịp mà ông bà nội ấy có ốm đau gì đó, mình là cái người nhiệt tình săn sóc ở bên cạnh, người ta sẽ cảm động và người ta sẽ có một cái tác động nhất định. Còn hiện nay là người ta nói với con trai, người ta đấy mày mang tiếng có vợ mà như không, vợ mày nó ôm quan bề ngoại rồi, thế là nó có coi mày ra cái gì đâu, đúng không? Mình muốn người ta yêu thương mình thì mình trao cái yêu thương ấy đi. Người ta đối xử với thế nào thì không biết, nhưng mà bản thân mình cứ phải đầy đặn đã thì rồi mình mới có lý mà nói được. Xin phép ông bà ngoại đưa con về sửa sang lại nhà cửa, quét dọn cho sạch sẽ, mẹ con ở với nhau và đi lại sang bên ông bà nội để cho không khí gia đình nó ấm cúng lên. Và khi một cái nhà nó là tổ ấm thì cũng là một cách để mà vời gọi cái người chồng về. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin chào bạn Vâng, nhé. Chúc bạn gặp nhiều rồi may em mắn cảm và hạnh ơn. phúc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Đắk Lắk. Alo. Alo. Vâng, chào Dạ, anh, câu hỏi của anh là xin gì chào đấy ạ? chương trình, chào bác sĩ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ lắng nghe câu hỏi của anh ạ. Xin mời chị ạ. Vâng, tôi chào anh. Bác sĩ cho em hỏi là thằng con em năm nay nó 5 tuổi rồi mà nó bị hẹp bao quy đầu á. Dạ, mà nó lâu ra rồi nhưng mà sau này nó có ảnh hưởng gì đến sinh lý với sức khỏe mà. Rồi. Dạ, câu hỏi thứ hai thì vợ chồng sinh hoạt ấy, mà trước kia thì khi mà sinh hoạt ấy, thì nó ít thôi, là nước thôi, bây giờ là nước nhiều lắm mà không biết nó ảnh hưởng sức khỏe gì. Thứ nhất là về vấn đề con trai của bạn ấy, thì
thì cháu nó là 5 tuổi rồi đúng không? Và nó bị hẹp bao quy đầu, bạn cũng đã xử lý cho nó rồi. Thế hiện nay là nó lộn được hẳn ra ngoài rồi đúng không? Dạ, lộn nó rồi mà nó bây giờ nó hay đái dầm, nó đêm nó đái 2-3 lần. Thứ nhất là về cái vấn đề hẹp bao quy đầu ấy, thì đã lộn được ra rồi là mình phải rất chú ý. Khi mình tắm cho con, mình vệ sinh cơ quan sinh dục cho con thì mình phải lộn nó ra thường xuyên. Để làm gì? Để cho nó không bị hẹp lại. Có những cái trường hợp mà thậm chí kể cả mổ cắt rồi ấy, mà mình chăm sóc không tốt, mình không để cho nó làm được tự nhiên thì có thể nó cũng có cái trường hợp nó bị hẹp lại đấy. Thế cho nên là từ bây giờ là phải chăm sóc cho con rất là kỹ cho đến tận khi mà con tự tắm. Thậm chí là khi con đã tự tắm rồi mình cũng phải hướng dẫn cho con để con tự lộn ra và con vệ sinh được cơ quan sinh dục. Nó vừa sạch. Thế và nếu như đã can thiệp để cho mà nó hết được cái trường hợp hẹp bao quy đầu thì sau này con bạn hoàn toàn bình thường. Không có vấn đề gì mà mình phải lo lắng cả, nhá. Dạ, nó cứ như là không ảnh hưởng sinh lý sau này gì ạ? Không ảnh hưởng gì, vấn đề sinh lý nó lại không phải phụ thuộc hoàn toàn vào cái chỗ hẹp bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu thì cái biến chứng mà nó hay gặp nhất chính là nó ứ đọng các cái dịch, cái nước tiểu ở đấy mà nó không được giải thoát hết thì nó sẽ gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Thế còn cái việc mà liên quan tới sinh lý ấy, thì nó lại phụ thuộc vào cả yếu tố bên ngoài và cả yếu tố bên trong. Đấy, nó phụ thuộc nhiều, ví dụ vào tinh hoàn này, vào nội tiết này, rồi vào hoạt động của các cái cơ quan liên quan tới hệ sinh dục, chứ không phải chỉ có mỗi cái chuyện hẹp bao quy đầu nhá. Thế cho nên là mình có thể yên tâm, trước mắt cứ hỗ trợ cho con như vậy và hướng dẫn cho con các cái biện pháp. Mà sao nó đái dầm nhiều ấy, bác sĩ? Nó đái dầm mình, đái 2-3 lần. Nó đái dầm thì mình lại phải xem lại, nó có thể là do cái mùa này nó ít ra mồ hôi ấy, bởi vì nó là mùa nó hơi lạnh lạnh rồi. Thế vào buổi tối thì bạn đừng cho con uống nhiều nước nữa nhá. Không, nó đái quanh năm vậy bác sĩ ạ. À, nếu như mà nó thường xuyên bị cái tình trạng đấy kéo dài rồi thì bạn lại phải cho con đi khám, bởi vì nó có thể nó là cái bệnh lý mà nó gây ra cái hiện tượng đái dầm như thế. Phải đưa con đến những cái bệnh viện chuyên về khoa nhi. Nguyên nhân có thể đến từ cơ quan của hệ tiết niệu, nó có thể đến từ cơ quan của hệ sinh dục. Thế cho nên là tốt nhất là phải mang con đi để các bác ý kiểm tra cho con xem là nó là ở đâu đã thì mới xử lý được cho con nhé. Thế còn quay trở lại câu hỏi thứ hai của bạn là về cái câu chuyện của vợ bạn đúng không? Dạ. Ừ, vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, 33. 33 hả? Các bạn có mấy cháu rồi ạ? Dạ, 2 cháu ạ. Cháu 5 tuổi này là cháu lớn hay cháu bé ạ? Cháu lớn ạ. À, cháu lớn. Vâng, thế thì cháu nhỏ thì mấy tuổi rồi ạ? Cháu nhỏ mới được 15 tháng ạ. À, mới được có 15 tháng à? Dạ. Ừ. Bạn lo lắng cái gì về vấn đề của vợ vậy? Vợ thì bị viêm đường tiết niệu quá. À, đã từng bị viêm đường tiết niệu. Dạ, đã chữa trị rồi thì lúc nó được sinh hoạt thì nó bình thường à. Vâng. Sau khi mà chữa khỏi rồi á là sinh hoạt nó ra nhiều nước lắm. Không biết là nó nguyên nhân là tại sao nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà sinh lý gì không? Ừ, thế ngoài cái lúc mà không quan hệ vợ chồng thì nó có ra nước gì không? Không, là bình thường. À, thế à. Thế chỉ có lúc quan hệ nó mới ra nước thôi à? Dạ, dạ. Nước ấy là nước của mình mà. Không, vợ. Nước ấy là nước của bạn ấy. Bạn vừa nói với tôi là chỉ khi nào bạn quan hệ tình dục thì vợ bạn mới ra nước thôi mà. Không, nước mới dạo đầu ạ. Bây giờ nó không ra nước thì bạn lấy cái gì để quan hệ? Không, kia nó la bình thường như lúc trước thì nó ít, nhưng bây giờ nó la nhiều, nó la như kiểu bị đái vậy. Nó có cái trường hợp như thế này. Một là trường hợp sinh lý bình thường, hai là trường hợp bệnh lý, đúng không? Thế thì một người như vợ bạn ấy, mà khi mà ở bạn kích thích được cho cô ấy để có thể nó tiết được ra cái dịch sinh dục đến mức độ như vậy, thì cái chất lượng quan hệ tình dục của các bạn như thế là làm cho cả hai đều cảm thấy thoải mái, đúng không? Và không có cản trở gì tới cái hành vi quan hệ tình dục. Bạn không phải lo lắng gì cả. Còn ví dụ không, bạn không kích thích, bạn không làm gì mà cô ấy vẫn ra nước nhiều như vậy thì nhiều khả năng có thể cô ấy là viêm nhiễm cơ quan sinh dục gì đó nhé. Còn trong trường hợp như của bạn bây giờ, có thể cuộc sống nó ổn định hơn, con cái thì cũng đã đầy đủ rồi, không phải lo lắng gì các cái biện pháp này nọ, ví dụ như thế. Bây giờ cô ấy cảm thấy là cô ấy bắt đầu biết được hưởng thụ chất lượng của cuộc sống chẳng hạn. Đấy, nó có rất nhiều những cái yếu tố nó tác động tới người phụ nữ. Và khi mà các bạn quan hệ tình dục thì thường các bạn phải trải qua 4 giai đoạn mà bạn rất là biết rồi, đúng không? Đầu tiên là giai đoạn kích thích này, sau đó thì giai đoạn hưng phấn này, rồi đến các cái giai đoạn để bạn quan hệ tình dục, và cuối cùng là giai đoạn kết thúc. Thì ở tất cả các cái giai đoạn đấy mà bạn vợ bạn hợp tác được với bạn, nó thể hiện ngay là cái cơ thể cô ấy đáp ứng với những cái kích thích của bạn.
thì khi mà cô ấy đáp ứng thì nó biểu hiện bằng cái gì sinh dục nó ra nhiều như thế, mình không có ngại gì cả. Thế còn khi mà nó bình thường nó cũng ra như thế, hoặc là dịch bất thường có màu xanh màu vàng, hoặc là cô ấy có những cái biểu hiện khác như là ngứa đau rát đấy, rồi tiểu buốt tiểu sắt vân vân, thì lúc đó thì mình cần phải đi khám và kiểm tra xem là cơ quan sinh dục có vấn đề gì không nhé. Còn hiện nay như thế thì không có gì phải ngại mà. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nha.